Ngày 14 tháng 11, Thánh Lorenzo Otto. Thánh Lorenzo Otto sinh tại đất nước Ireland vào năm 1128. Thánh nhân là con trai của một tù trưởng. Khi mới lên 10 tuổi, ông lãnh chúa nước láng giềng đem quân sang xâm chiếm đất đai của thân phụ Lorenzo Otto và bắt ngài đi đày. Lorenzo phải chịu đau khổ suốt 2 năm. Sau đó, thân phụ Lorenzo bắt ông lãnh chúa phải trả lại con trai cho ông để cậu phục vụ đức giám mục. Ngay khi ông lãnh chúa bằng lòng, thân phụ Lorenzo liền vội vã đến thăm con trai mình và ông đã biết ơn cùng đem con về nhà. Tu trưởng mong muốn một trong số các con trai ông sẽ dâng mình phục vụ giáo hội. Đang lúc phân vân không biết nên chọn ai, thì Lorenzo Otto mỉm cười và bảo thân phụ đừng băn khoăn nữa. Đó là niềm mơ ước của con, Lorenzo Otto nói, vì được phục vụ Thiên Chúa trong giáo hội chính là gia nghiệp đời con. Vì thế, thân phụ Lorenzo Otto đã dẫn ngài tới và trao cho đức giám mục coi sóc. Sau đó, thánh Lorenzo Otto trở thành linh mục và đan trưởng của một tu viện lớn. Khi thực phẩm trở nên khan hiếm trong khắp vùng xung quanh tu viện, vị đan trưởng tốt lành này đã đem phân phát rất nhiều lương thực để giúp dân chúng thoát khỏi nạn đói. Vì là bề trên, thánh Lorenzo Otto cũng phải giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Một số đan sĩ đã phê bình ngài vì quá nghiêm khắc, nhưng Lorenzo Otto vẫn một mực hướng dẫn cộng đoàn theo lối khổ chế dù bị chỉ trích. Sau đó là chuyện những kẻ cướp bóc và những tay tội phạm sống ở những quả đồi bên cạnh nhà dòng. Tuy nhiên, chẳng có gì làm cho Lorenzo Otto phải lo sợ cả. Thánh Lorenzo Otto quá nổi danh, đến nỗi ít lâu sau, ngài được chọn làm tổng giám mục thành Dublin. Trong chức vị mới này, Lorenzo Otto vẫn sống thánh thiện như trước. Mỗi ngày, thánh nhân đều mời những người nghèo khổ đến tiếp chuyện với ngài. Ngoài ra, Lorenzo Otto cũng giúp đỡ nhiều người khác nữa. Thánh nhân rất mực yêu mến dân tộc của ngài và đất nước Ireland, và ngài đã làm việc hết sức mình để giữ cho quê hương được thịnh vượng. Lần kia, có một kẻ thù đã tấn công Lorenzo Otto vừa lúc ngài đi lên bàn thờ dâng thánh lễ. Lorenzo Otto bị đánh gục xuống sàn nhà bất tỉnh, nhưng ngay lập tức ngài lại tỉnh dậy. Lorenzo Otto nhờ người rửa vết thương và ngài đi dâng thánh lễ liền sau đó. Sau những năm vất vả làm việc cho giáo hội, thánh Lorenzo Otto bị bệnh rất nặng. Khi được hỏi có ao ước điều gì không, đức tổng giám mục thánh thiện chỉ mỉm cười và trả lời: Thiên Chúa biết rõ tôi chẳng có lấy một đồng xu dính túi. Thánh Lorenzo Otto đã bố thí hết mọi thứ cho tha nhân ngay từ khi ngài tận hiến mình cho Thiên Chúa. Thánh nhân về trời ngày 14 tháng 11 năm 1180. Đến năm 1225, Lorenzo Otto được Đức Thánh Cha Honorio III tôn phong hiển thánh. Bằng đời sống của mình, thánh Lorenzo Otto đã nhắc chúng ta rằng mối quan tâm chính yếu trong mọi công việc của chúng ta là phải làm hài lòng Thiên Chúa. Chúng ta hãy nài xin thánh Lorenzo Otto giúp chúng ta can đảm thực hiện những gì là chân thật, ngay cả khi bị người khác chỉ trích, phê bình. Ngày 14 tháng 11, thánh Nicholas Tavernis và các bạn tử đạo tại Jerusalem. Thánh Nicholas Tavernis và các bạn là những người trong số 158 tu sĩ Francisco được tử đạo ở đất thánh khi họ được giao cho nhiệm vụ trông coi các vô cung thánh đường ở đây vào năm 1335. Nicholas Tavernis sinh năm 1340 trong một gia đình giàu sang và quý phái ở Croatia. Ngài gia nhập dòng Francisco và được gửi đi rao giảng ở Bosnia với Diodas Rhodes. Năm 1384, các ngài tình nguyện sang đất thánh với nhiệm vụ trông coi các địa danh linh thiêng.
chăm sóc các người hành hương vào tiếng Ả Rập. Vào năm 1391, Nicolas Dyodas, Peter Nabon và Stephen Queneau quyết định thuyết phục người Hồi giáo trở lại đạo một cách công khai. Ngày 11 tháng 11 năm 1391, họ đến đền Omar ở Jerusalem và xin được gặp Qadi, giáo sĩ Hồi giáo. Từ một bản văn viết sẵn, họ nói mọi người phải chấp nhận phúc âm của Đức Giêsu Kitô. Và khi được yêu cầu rút lại lời tuyên bố đó, họ đã từ chối. Sau khi bị đánh đập và cầm tù, sau cùng họ bị chặt đầu trước đám đông. Nicolas và các bạn được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tôn phong hiển thánh năm 1970. Họ là các tu sĩ Francisco duy nhất được phong thánh vì tự đạo ở đất thánh. Lời bàn: Thánh Francisco đưa ra hai đường lối truyền giáo cho các tu sĩ trong dòng. Trong nhiều năm trời, Thánh Nicolas và các bạn đã chọn đường lối thứ nhất, sống thầm lặng và làm chứng cho Đức Kitô. Sau đó họ cảm thấy được mời gọi để đi theo đường lối thứ hai là rao giảng công khai. Các tu sĩ Francisco hiện vẫn hoạt động ở đất thánh qua đời sống gương mẫu để nhiều người biết đến Đức Kitô hơn. Lời trích: trong quy luật 1221, Thánh Francisco viết cho các tu sĩ được sai đến Saracen Hồi giáo có thể tự đối xử trong hai phương cách: một cách là tránh tranh luận hoặc cãi cọ, và vì Chúa hãy tùng phục bất cứ ai để làm chứng rằng mình là Kitô hữu; một cách khác là công khai rao giảng lời Chúa. Khi họ thấy đó là ý Chúa muốn mời gọi những người được rao giảng hãy tin vào Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, đấng tạo dựng muôn loài, và qua Chúa Con, đấng cứu thế, hãy rửa tội cho họ để trở nên người cứu thế đích thực và thánh thiện. Thánh Stefano Teodore Gueno thể, giám mục 1802-1861. Thánh Stefano Teodore Gueno thể sinh ngày 8 tháng 2 năm 1803 tại Suriano, thuộc thành phố Belieu thuộc tỉnh Besançon, nước Pháp. Sau khi hoàn tất bậc trung học, cậu được nhận vào chủng viện tại Belieu, trung tâm huấn luyện của cha Receiver, để chuẩn bị lãnh chức linh mục. Được nhận vào chủng viện, thầy Stefano Quino vui mừng cảm tạ ơn Chúa và tự nhủ phải cố gắng học hỏi, nhất là luyện tập các nhân đức để trở thành linh mục thánh thiện sau này, xứng đáng với sự hy sinh của mẹ cũng như lòng mong đợi của bao nhiêu người trong họ đã từng giúp đỡ thầy ăn học trong thời kỳ thơ ấu. Ngày 26 tháng 2 năm 1825, bề trên cho thầy chịu chức phó tế. Thầy vui mừng nhận ra con đường lý tưởng đang dần dần ló dạng. Ngày 24 tháng 9 năm 1825, thầy được lãnh chức linh mục. Sau khi thụ phong linh mục, thầy Stefano được bề trên chỉ định làm giáo sư chủng viện, dạy mỗi ngày 4 giờ. Ngoài ra, còn phải ngồi tòa giải tội và gặp gỡ các hối nhân. Cha rất vui với công việc mục vụ này, nhưng ý nguyện sâu xa của cha vẫn là được đi truyền giáo tại Viễn Đông. Cha cũng có một người chú cũng là linh mục. Cha thường thư từ trao đổi tâm sự với ông cha chú. Cha chú hiểu được lòng khát vọng của cha cháu nên đã giới thiệu cha cháu vào Hội Thừa Sai Paris. Hội Thừa Sai Paris nhận cha Stefano ngày 23 tháng 6 năm 1827, rồi tháng Giêng năm 1828 cha được lệnh đi truyền giáo tại Viễn Đông. Lúc ấy là giữa thời vua Minh Mạng đang bế quan tỏa cảng nên cha Stefano Queneau phải đi mất 83 ngày đường mới tới được nhiệm sở ngày 24 tháng 7, 1829. Công việc đầu tiên cha được chỉ định là dạy học tại chủng viện Lái Thiêu, đồng thời phải học hỏi tiếng Việt, và đức cha Tabe Từ đặt tên Việt Nam cho cha là cha Chi. Khi cha Queneau Chi đã nói được tiếng Việt thì đức giám mục cho cha đi giúp các họ đạo chung quanh gần chủng viện Lái Thiêu. Năm 1833, vua ra lệnh bắt đạo toàn diện, đặt giáo phận trong tình trạng báo động nguy ngập. Khi ấy giáo phận đã có tới 80.000 tín hữu, một giám mục, 8 linh mục thừa sai và 17 linh mục Việt Nam. Ngay sau khi được tấn phong giám mục phó, đức cha Stefano Queneau biết rằng tại Việt Nam vua Minh Mạng đang ra sức tiêu diệt đạo Công giáo, nhưng ngài vẫn hăng hái lên đường trở lại Việt Nam thi hành mục vụ. Ngài cùng với hai linh mục Việt Nam đang du học tại Penang thuê một chiếc thuyền đưa các ngài trở về Việt Nam.
con thuyền gặp gió xuôi thuận đưa các ngài về tới Gò Thị Bình An. Gò Thị thuộc lãnh thổ của tỉnh Bình Định, nay thuộc giáo phận Quy Nhơn. Bước lên khỏi thuyền, đặt chân lên đất Gò Thị, thì ông Năm Thông thu xếp cho Đức Cha ở trong nhà dòng Mến Thánh Giá. Từ đây Đức Cha Stefano đổi tên Việt Nam là Thể. Từ tháng 10 năm ấy, Đức Cha phải bỏ Gò Thị, trốn lánh từ nhà này qua nhà khác. Ngày 24 tháng 10 năm 1861, lúc ấy Đức Cha đang trú ẩn tại nhà Madalena Huỳnh Thị Liệu, thì quân lính kéo đến bao vây nhà bà. Thấy động, Đức Cha và hai chú giúp lễ vội trốn xuống hầm, nhưng quân lính xông vào nhà, thấy có đồ lễ chưa kịp cất giấu. Có bằng chứng cụ thể, bọn lính bắt trói và đánh mọi người trong nhà, lại còn đe dọa sẽ đốt nhà nếu không bắt được đạo trưởng Tây Dương. Bà Liệu bị đánh 17 roi rất đau đớn. Sau 2 ngày, quân lính không chịu bỏ đi và đánh đập người trong nhà một cách dã man. Đức Cha tự ra nộp mình. Bọn lính vừa thấy ngài thì xông tới đánh và trói chân tay ngài lại như con thú. Nhưng viên chỉ huy biết điều hơn, cởi trói cho ngài và mời ngài ngồi trên chiếc chiếu nói chuyện với ngài. Sau cuộc tra hỏi, họ lại đưa Đức Cha trở về với chiếc cũi nhỏ. Cơn bệnh kiết lỵ hành hạ Đức Cha, chỉ trong vòng 3 tuần lễ, Đức Cha kiệt quệ và chút hơi thở cuối cùng trong chiếc cũi tre ngày 14 tháng 11 năm 1861. Kết thúc cuộc đời của một giám mục chiến sĩ truyền giáo tuyệt vời trên giải đất Việt Nam thân yêu, 32 năm không một ngày nghỉ ngơi an bình. Đức Giáo Hoàng Pio X đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988.